Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên một cái ứng dụng rất hay trên điện thoại. Đấy là cái ứng dụng Mocfin. Chúng ta có thể kiếm tiền 130.000 mỗi ngày từ cái ứng dụng này. Thì chúng ta biết rằng là hiện nay thì kiếm tiền trên điện thoại đang là một cái công việc khá thú vị và đem lại cái nguồn thu cho cái người muốn kiếm thêm từ công việc mà kiếm tiền online. Đây là cái ứng dụng Mocfin, là được phát triển bởi cái Zalo Network, là một cái hệ thống đa kênh đa nền tảng đầu tiên ở Việt Nam. Và với cái ứng dụng kiếm tiền Mocfin này sẽ giúp bạn kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày dùng để mua thẻ cào miễn phí, mà chỉ cần làm những cái nhiệm vụ hết sức đơn giản, đây là đọc báo hay là xem video, rất là đơn giản. Đây là cái hình thức truyền thông đang rất thịnh hành hiện nay, giúp cả người dùng và người quảng cáo đều có lợi. Vậy thì làm thế nào để có thể kiếm tiền được từ cái ứng dụng này? Thì rất đơn giản, để kiếm tiền được từ cái ứng dụng Mocfin này thì bạn chỉ cần cài cái ứng dụng và nhập mã giới thiệu là đã có ngay 5.000 đồng trong tài khoản rồi, và chia sẻ cái ứng dụng cho một cái người khác, bạn sẽ nhận thêm được 5.000. Và ngoài ra thì bạn có thể kiếm thêm bằng cách là đọc tin để kiếm tiền, xem video để kiếm tiền, và làm các cái nhiệm vụ thù lao có thể lên đến 80.000 một ngày, hoặc hơn nữa là đến 130.000 một ngày, tùy theo cái sự chịu khó của từng bạn một. Vậy thì để bắt đầu kiếm tiền thì bước thứ nhất, bây giờ các bạn sẽ lấy điện thoại ra, chúng ta sẽ cài cái ứng dụng Mocfin này vào điện thoại của chúng ta. Bước 1 là tải ứng dụng Mocfin vào cái gian hàng ứng dụng CH Play trên Android, hoặc là gõ cái từ khóa Mocfin để tải cái ứng dụng này về. Nếu là cái hệ điều hành Android thì các bạn có thể truy cập vào cái link dưới phần mô tả để các bạn tải cái ứng dụng này về. Sau khi mà chúng ta tải xong cái ứng dụng này rồi thì chúng ta sẽ sang cái bước thứ hai, là chúng ta làm cái nhiệm vụ đầu tiên là đăng nhập vào cái ứng dụng này bằng cái nick Facebook của chúng ta, và nhập cái mã MAEPNU, bạn sẽ nhận được ngay 2.000, và sau đó cập nhật thêm các cái thông tin như là giới tính, địa điểm, rồi năm sinh, mail, vân vân. Đọc tối thiểu 3 tin tức và phải kéo hết xuống dưới mới được tính nhé. Bạn sẽ có thêm 3.000 đồng nữa, tổng cộng là 5.000. Như vậy là chúng ta thấy là một cái cách làm cũng rất là đơn giản. Và cái bước thứ ba, chúng ta sẽ tiếp tục làm các cái nhiệm vụ để kiếm tiền. Và sau khi vượt qua cái nhiệm vụ ban đầu, bạn hãy tiếp tục làm các cái nhiệm vụ khác để kiếm tiền Mocfin. Các cái nhiệm vụ được phân cấp từ dễ tới khó, tương ứng với các cái mức phần thưởng xứng đáng với chúng ta, vân vân. Thì ở trong này là có cái hướng dẫn cụ thể cách để kiếm tiền và cách để đổi tiền ở trong này. Và cái bài viết này thì mình sẽ cái bài viết này mình sẽ để ở trong cái trang web của Lê Lực Kiếm Tiền Online ở đằng dưới cái phần mô tả của video, mọi người có thể vào để xem thêm. Và bây giờ ta sẽ lên cái phần CH Play để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Đây, bây giờ mọi người cùng mở điện thoại ra để chúng ta làm tuần tự từng bước một nhé. Chúng ta lên CH Play này, bấm vào cái công cụ tìm kiếm đây, gõ vào đây cái chữ Mocfin. Đây, Mocfin này, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy được cái ứng dụng đầu tiên ở trên cái trang này, đây là Mocfin đọc báo giải trí. Thì chúng ta bấm vào cái ứng dụng này, chúng ta bấm vào cài đặt. Chờ một tí, cái ứng dụng này sẽ cài đặt lên cái điện thoại của các bạn. Đấy, như thế là đã cài đặt xong rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ mở cái ứng dụng này lên. Đấy, như vậy là ta đã mở được cái ứng dụng này lên rồi.
Thì bây giờ đây là cái giao diện của cái ứng dụng này. Ứng dụng này là tôi vừa mới cài cho nên là cũng chưa có một cái đồng tiền nào ở trong này cả. Đây, hỏi là chào bạn, bạn muốn đọc tin tức từ cái nguồn nào? Từ Dân Trí hay là kênh 14 hay là Zing vân vân. Đây các nhiều các cái trang báo nổi tiếng. Chúng ta xem ở đằng những cái góc ở dưới đây. Đây là cái phần tài khoản, chúng ta bấm vào tài khoản này. Và đây là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản này. Và đặc biệt các bạn chú ý là chúng ta phải đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook nhé. Chúng ta đăng nhập vào đây. Đăng nhập bằng tài khoản Facebook này. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập bằng một cái tài khoản Facebook vào đây. Giờ chúng ta bấm tiếp tục này. Bây giờ ta sẽ nhập cái mã này vào thì chúng ta sẽ có ngay 2.000 đồng trong tài khoản. Đây là cái mã của chúng ta đây, MAEPNU. Các bạn chú ý là chúng ta phải nhập đúng cái mã này thì chúng ta mới được tiền. Và nếu chúng ta nhập sai thì chúng ta sẽ không được đồng tiền nào cả. Bây giờ ta sẽ nhập này. Đấy. MAEPNU. Và sau đó chúng ta bấm vào cái dòng là nhập mã ở đây. Đấy, như vậy là đã nhập mã thành công rồi. Hiện tại thì đây thấy ví là được 40 móc phin ở đây. Chúng ta có thể bấm vào đây để xem. Và mỗi một móc phin thì tương đương với 50 Việt Nam đồng. Thì 40 móc phin đây là chúng ta đã có 2.000 đồng ở trong tài khoản rồi. Nên là chúng ta vào đây để chúng ta làm nhiệm vụ. Đây vào phần nhiệm vụ ở đây. Ở đây có rất nhiều các cái nhiệm vụ để cho chúng ta làm để chúng ta có thể kiếm được tiền. Ví dụ như đây đọc các cái bài báo bạn sẽ được tiền này. 100 bài báo thì được 5 móc phin này. Rồi 300 bài thì được 15 móc phin này. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta đọc. Chúng ta bấm vào cái bài báo bất kỳ. Ví dụ như bấm vào cái bài này chẳng hạn. Chúng ta chỉ việc là không muốn đọc thì chúng ta cũng chỉ việc là kéo hết cái bài này. Đấy, sau khi đọc xong rồi thì chúng ta có thể là kéo sang cái dấu chấm tiếp theo. Ở đây có rất nhiều các cái dấu chấm nên chúng ta kéo sang đằng bên này để đọc cái bài khác. Đấy. Chúng ta có thể sang cái bản tin bên này để chúng ta đọc báo cũng được này, vào ví dụ vào kênh zing.vn này. Chúng ta xem này. Về U22 Việt Nam và Trung Quốc này. Chúng ta vào đây để chúng ta đọc. Nếu chúng ta vào đây chúng ta đọc thì chúng ta sẽ có thêm tiền. Để chúng ta vào lại cái phần tài khoản của mình ở đây. Để kiếm thêm được nhiều tiền hơn nữa thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ mời bạn bè thêm niềm vui ở đây. Vậy là bạn sẽ có một cái mã là MAR552. Bạn sẽ đi mời người khác cài đặt cái ứng dụng và nhập cái mã này về thì bạn sẽ có được rất nhiều tiền. Đây, bạn sẽ nhận ngay được 35 móc phin cho mỗi lượt mời. Bạn cấp 1 thành công và nhận 5% số tiền mà người bạn cấp 1 kiếm được. Và bạn nhận được 20 móc phin nếu người bạn cấp 1 mời bạn cấp 2 thành công. Và bạn sẽ nhận được 2% số tiền mà người bạn cấp 2 kiếm được. Đây là cách mà chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chúng ta có thể copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ ở trên Facebook hay là ở trên các cái trang mạng khác. Hoặc là chia sẻ cái mã này ở trên các cái Facebook hay là Messenger.
hay là Zalo để chúng ta kiếm thêm tiền từ cái việc mà mời bạn bè này. Khi mà đã được tiền rồi thì chúng ta có thể là đổi thưởng. Ví dụ như ở đây là có 40 mốc pin ở đây. Ta sẽ đổi sang tiền. Bấm vào đổi thưởng này. Ví dụ đây là 40 thì chúng ta sẽ nhập vô đây là 40 để chúng ta đổi sang. Là được 2.000 Việt Nam đồng. Chúng ta bấm vào tôi muốn đổi ở đây. Là như vậy là ta đã được 2.000 rồi. Và khi chúng ta có đủ 10.000 trở lên thì chúng ta có thể là đổi thẻ điện thoại hay là các cái sản phẩm, các cái hàng hóa khác. Đấy, như thế là ta đã có 2.000 đây rồi. Thì đây là một cái ứng dụng mà cũng không phải là mới, mà nó cũng đã phát triển một vài năm nay rồi. Và nhiều người đã có thể kiếm được 130.000 mỗi ngày và còn nhiều hơn nữa từ cái ứng dụng này. Và nếu như chúng ta làm đều đặn và chia sẻ cái ứng dụng này đến nhiều người hơn nữa thì chúng ta sẽ được nhiều tiền hơn. Nếu như mỗi ngày có 10 người đăng ký thì bạn đăng ký thành công và cập nhật đầy đủ các cái thông tin thì bạn đã có 50.000 rồi. Và cộng thêm với việc mà các bạn đọc báo và làm nhiệm vụ nữa thì chắc chắn là bạn sẽ có được cái số tiền mà rất nhiều trong cái ngày hôm đó. Thì nếu như các bạn mà có sử dụng điện thoại thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái ứng dụng này để kiếm thêm một cái nguồn tiền thu nhập để trang trải cho cái công việc mà sử dụng điện thoại. Và đấy, phần này cũng rất là nhiều. Thế vậy thì các bạn vào đây các bạn tự khám phá thêm. Còn nếu như mà không hiểu về vấn đề nào thì chúng ta có thể là comment ở dưới cái phần bình luận dưới video và tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Để sang bản tin để chúng ta đọc bài. Đấy, rất là nhiều. Chúng ta có thể lên đây để chúng ta đọc bài để kiếm thêm tiền. Ok, chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.